Vâng, xin chào quý vị các bạn trở lại với Trên Hùng Xe hơi. Toyota Vios chúng ta đã có khoảng 10 ngày đến 20 ngày kể từ lúc nó ra mắt phiên bản Felix 2021 rồi. Đánh giá của quý khách hàng về cái sự nâng cấp mới này trên Toyota Vios như nào thì có thể comment trực tiếp phía dưới giúp em. Còn với những khách hàng đang có nhu cầu mua hay tham khảo qua về giá bán tại thị trường Bắc Ninh, Hà Nội, Bắc Giang thì có thể liên hệ trực tiếp em qua lại đang đính kèm trên video. Về Toyota Vios thì chúng ta sẽ có 4 phiên bản được bày bán nhé. Cao nhất thì chúng ta sẽ có Vios GRS giá niêm yết 630 triệu. Tuy nhiên thì theo kinh nghiệm của em và với cái mặt bằng cạnh tranh khốc liệt hiện nay thì cái mức giá 630 là khá cao. Và cái mức lăn bánh hiện nay, giá bán đi kèm thì chúng ta hiện nay đang tặng kèm một gói phụ kiện trị giá khoảng 10 đến 15 triệu đồng. Quý khách hàng lăn bánh chúng ta sẽ dao động vào khoảng gần 700 đó, cũng khá là cao, cũng xấp xỉ Cerato hay Elantra rồi. Với phiên bản thấp hơn và có thể nói là phiên bản bán chạy nhất của dòng Vios là Vios G, 570 triệu chúng ta có một dải đèn full LED vô cùng sang trọng, năng động, thể thao. Đi kèm với đó là một số option được trang bị thêm. Tuy nhiên thì so với một số đối thủ trực tiếp như Honda City hay Hyundai Accent thì có thể nói về mặt bằng giá thời điểm này Vios chưa được khuyến mại quá nhiều để cạnh tranh tốt so với những cái đối thủ. Tuy nhiên thì khi chúng ta lăn bánh cái mẫu xe này, khuyến mại cũng như vậy nhé. Tuy nhiên Hà Nội thì các bác sẽ được ưu đãi hơn một chút khi giá Hà Nội chúng ta sẽ lệch so với giá tỉnh thông thường khoảng từ 3 đến 5 triệu đồng tùy vào từng thời điểm và lượng xe. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh ví dụ như Bắc Ninh với mức giá niêm yết là 570 thì chúng ta sẽ lăn bánh vào khoảng 625 đến 627 triệu đồng nhé. Xe đã được trang bị sẵn, tặng kèm dán kính trải sàn, camera hành trình. Quý khách hàng cần tư vấn thêm về sản phẩm thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em. Rồi còn hai bản Vios 1.5 CVT, mức giá niêm yết của phiên bản số tự động là 531 triệu đồng. Trên tất cả các phiên bản Toyota Vios thì chúng ta đều có màu trắng ngọc trai nhé. Cái này thì đến cả Yaris mà được tiêu thụ cho nhiều cho nữ giới thì cũng không có được trang bị màu trắng ngọc trai này đâu. Thì chúng ta sẽ có mức giá niêm yết cao hơn 8 triệu. Và bản 1.5 số tự động CVT thì chúng ta sẽ lăn bánh vào khoảng 690 đến 695 triệu đồng nhé tại thị trường tỉnh. Cuối cùng là phiên bản số tự động đắt hơn 8 triệu so với thời điểm trước thì cái mức giá lăn bánh không quá thay đổi nhiều. Chúng ta vẫn dao động vào khoảng 520 đến 530 nhé. Các bác vay mua trả góp thì chuẩn bị trước tối thiểu giúp em dao động từ 150 đến 180 triệu đồng cho các phiên bản của Toyota Vios. Và quy trình trả góp, thủ tục hay mức trả hàng tháng là bao nhiêu thì chắc là em sẽ làm một cái video riêng để tính toán cụ thể hơn cho quý khách hàng. Rồi, trên đây là video nhanh về giá bán chương trình khuyến mại trong tháng 3 của Toyota Vios. Nếu quý khách hàng cảm thấy cần tư vấn thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Nếu thấy hay thì có thể like, share và subscribe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.